Nam mô là chúng ta đảnh lễ, thành kính đảnh lễ đến Đức Phật Phagavato, được danh hiệu là Thế Tôn, là cái bậc siêu xuất tam giới. Arahato có nghĩa là bậc đã đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não. Những cái phiền não này đó là những cái tâm bất thiện, những cái tâm sân hận khó chịu, những cái tâm tham lam và những cái tâm mê mờ u tối, và Ngài đã đoạn trừ được hết tất cả, không còn dư sót. Samma Sambuddhassa có nghĩa là Ngài tự mình giác ngộ, không có thầy hướng dẫn. Cho nên Samma cái chữ là tự mình chứng đắc. Và hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta thực hành cái con đường mà Đức Phật là cái bậc đã tìm ra cái con đường trước đây hơn 2.500 năm, và Ngài đã giải thoát và Ngài đã chỉ ra cái con đường cho tất cả chúng sanh. Nếu ai thực hành cái con đường này thì chúng ta cũng sẽ giải thoát như Ngài. Và chúng ta phải hiểu được cái chữ đạo Phật là gì. Phật là cái sự giác ngộ và đạo là cái con đường. Cho nên chúng ta đừng lầm tưởng ở với những cái đạo giáo khác. Cho nên cái đạo Phật là chỉ là cái con đường giúp chúng ta thực hành ở trong cái cuộc sống của mình, thực hành đúng thì như vậy nó sẽ đem lại cái sự an lạc. Chứ ngoài ra không có cái sự mê tín, tin vào một cái đấng tối cao nào có thể giúp cho chúng ta được cả. Và ở đây là chúng ta phải dùng cái trí của mình. Khi thực hành thì chúng ta sẽ hiểu được bằng cái trí tuệ của mình, và chúng ta biết được đâu là đúng, đâu là sai, và không có tin một cách mù quáng. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ đạo Phật nó là như vậy. Nó chỉ là cái cách sống của chúng ta, và sống đúng. Và Ngài chỉ ra cái con đường cho chúng ta phải thực hành, chứ Ngài không có mang lại cho chúng ta được, và Ngài không thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không có được những cái lợi ích. Và nếu chúng ta thực hành thì chúng ta cũng sẽ giác ngộ như Ngài. Và cái phương pháp thực hành này không phân biệt bất cứ tôn giáo đạo phái nào. Bất kỳ ai chúng ta cũng có thể thực hành, không phân biệt giai cấp. Và Đức Phật này xuất hiện trên thế gian để xóa bỏ đi những cái giai cấp. Không phải là chỉ những cái giai cấp thượng lưu thì mới tu tập được, còn những cái giai cấp hạ liệt thì không tu tập được. Cho nên khi mà chúng ta thực hành, đây là chúng ta thực hành cái con đường trung đạo. Và ở đây chúng ta thực hành Vipassana. Vipassana hay còn gọi là thiền minh sát hay là tứ niệm xứ đều có chung ý nghĩa, hay còn gọi là thiền tuệ. Vì sao? Vì nó nói đến trí tuệ ban nhã. Và ở đây hướng dẫn cho quý vị là thiền tứ niệm xứ, chứ không có hành thiền samatha là thiền chỉ. Thiền thì có hai, và chúng ta phải hiểu được cái chữ thiền là gì. Thiền là cái sự thiêu đốt phiền não, và có hai phương pháp. Một là cái phương pháp samatha janika là thiền sinh hành giả, chúng ta thực hành theo cái phương pháp
thiền vắng lặng và là samatha. Thì cái phương pháp này chỉ giúp chúng ta tâm vắng lặng thôi, chứ nó không giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Và cái thiền thứ hai gọi là Vipassana Yanika, là thiền quán khô, có nghĩa là chúng ta không có cần thiền vắng lặng mà chúng ta thực hành trực tiếp luôn ở trên cái thiền minh sát tuệ. Và được gọi là Vipassana vì sao? Đa phần chúng ta đi thực hành á, trong khóa thiền này thì cũng có rất là nhiều thiền sinh, chúng ta cũng đã từng biết đến thiền và cũng nói là con đi thực hành thiền Vipassana. Nhưng mà khi hỏi thực hành thiền Vipassana là gì, không ai nói được cả, và không ai nói đúng được hết. Và chỉ biết là mình đi thực hành Vipassana thôi mà không hiểu Vipassana là gì. Chữ Passana đây có nghĩa là thấy, chữ ví đây có nghĩa là thấy trên nhiều phương diện, hay là thấy đúng. Thấy đúng là thấy như thế nào? Thấy đúng những gì nó đang sanh khởi trong thân và tâm chúng ta ở trên ba khía cạnh, đó là vô thường, khổ và vô ngã, thì nó mới được gọi là Vipassana. Và cái sự thực hành này là chúng ta thấy đúng nó như thế nào, chúng ta thấy nó như thế đó, chứ không có đem cái tôi vào, và không theo cái sự suy nghĩ tưởng tượng của chúng ta đem vào trong cái thiền Vipassana này. Thấy nó như thế nào, ghi nhận nó như vậy, gọi là thấy đúng. Còn thiền chỉ Samatha đó là thường chúng ta tưởng tượng rất là nhiều vì nó không có thực. Và chính vì thế đó, khi mà chúng ta hành thiền Samatha, thiền vắng lặng, nếu như chúng ta không thực hành đúng và không có thầy hướng dẫn đến nơi đến chốn, thì có khi chúng ta sẽ dẫn đến điên loạn. Còn nếu như chúng ta thực hành đúng cái thiền Vipassana thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ điên loạn cả. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa chữ Vipassana có nghĩa là thấy đúng, thấy nó như thế nào, ghi nhận nó như vậy, chứ không xen vào một cái tôi ta ở đây hay theo cái sự suy nghĩ tưởng tượng của mình. Cho nên thấy nó đau, ghi nhận đau, thấy nó suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ. Và thấy nó rung phải niệm rung, chứ không phải thấy nó rung lắc chúng ta không có niệm. Cho nên ở đây thực hành thiền tứ niệm xứ là chúng ta thực hành chánh niệm là quan trọng nhất. Và chánh niệm là một trong cái 8 yếu tố bát chánh đạo mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng ở trong cái bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, là cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên khi Ngài chứng đắc đạo quả. Và Ngài đã thuyết giảng cho 5 anh em thầy Kiều Trần Như về cái bài pháp này. Và cái vị đầu tiên là Ngài Kundanya đã chứng đắc cái đạo quả Sotapanna, có nghĩa là cái đạo quả thánh dự lưu, đã nhập vào cái dòng thánh. Và trong cái bài pháp này, Đức Phật Ngài giảng có hai cái cực đoan cần phải tránh né, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Cho nên là ở đây chúng ta thực hành trung đạo, chúng ta đến đây chúng ta ăn một bữa, không ăn bữa chiều, chúng ta cũng không có nhịn ăn, không có nhịn ăn 5 ngày, 7 ngày để chúng ta thanh lọc thân. Ở đây không hướng dẫn cái đó. Cho nên chúng ta sẽ ăn một ngày, một bữa trưa, bữa sáng và bữa trưa, và sau 12 giờ chúng ta không dùng gì hết. Như vậy chúng ta đang thực hành cái con đường trung đạo.
Thì khi chúng ta thực hành con đường trung đạo thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ đến được. Và Đức Phật Ngài chỉ là vị Thầy hướng dẫn cho chúng ta cái con đường, và chúng ta phải tự mình đi trên cái con đường đó, chứ không có cầu xin vang vái ai hết. Cho nên tự mỗi thiền sinh chúng ta, tự chúng ta phải có cái sự tinh tấn, tự chúng ta phải có sự nỗ lực, tự chúng ta phải cố gắng chánh niệm. Thì tinh tấn có, nỗ lực có, sự ghi nhận có, thì chắc chắn định tâm có. Định tâm có thì chúng ta sẽ chắc chắn có được trí tuệ. Và trí tuệ đây không phải là cái sự hiểu biết thông thường, mà cái trí tuệ đây là thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của các pháp. Cho nên là chúng ta đang thực hành cái con đường mà Đức Phật Ngài đã đi và Ngài đã hướng dẫn lại cho các hàng đệ tử. Và trong cái bài kinh đầu tiên thì Đức Phật cũng giảng về cái bốn cái gọi là bốn cái đế hay là bốn sự thật. Và bốn sự thật đây được gọi là Ariya Satya, có nghĩa là thánh đế, tứ thánh đế. Gọi là tứ thánh đế vì sao? Vì cái sự thật này nó chỉ kinh nghiệm qua bởi các bậc thánh mà thôi. Còn khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu được. Và cái đầu tiên mà Đức Phật Ngài giảng đó là khổ thánh đế. Khổ thánh đế cần phải thấy. Cho nên khi mà chúng ta đến đây, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đến đây chắc sẽ được bay bổng hay là nhẹ nhàng, hay là thấy cái này thấy cái kia. Mà nên nhớ chúng ta đến đây, chúng ta đang thực hành Vipassana, đang thực hành cái tứ diệu đế bát chánh đạo, thì chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên là cái khổ đầu tiên. Cho nên hành giả chúng ta phải thấy được cái này. Và từ cái này chúng ta thấy rồi, không chán nản, tinh tấn chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua được. Và cái khổ này chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể đoạn trừ, không thể loại trừ được cái khổ. Và cái khổ này vì sao? Vì nó là quả. Giống như chúng ta gieo trồng một cái hạt xoài hay là một cái hạt cam, hạt chanh, thì như vậy nó sẽ ra cái cây xoài, trái xoài và hạt cam, hạt chanh đó. Nó sẽ ra cây chanh rồi ra trái chanh. Thì như vậy khi mà chúng ta gieo nhân thì như vậy chúng ta phải nhận quả. Và cái khổ này đó chính là quả, cho nên chúng ta không thể loại trừ được nó. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Và chúng ta khi mà chúng ta chấp nhận thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự khó chịu. Còn nếu như chúng ta mong muốn loại trừ cái khổ này thì chúng ta sẽ càng đau khổ nữa. Cho nên trong quá trình thiền tập thì sẽ có nhiều cái khổ sanh khởi, nhiều cái khó khăn sẽ sanh khởi trong những ngày đầu thiền tập của chúng ta. Cho nên chúng ta tinh tấn lên thì chúng ta sẽ vượt qua. Vì cái khổ này chúng ta phải chấp nhận nó. Và chúng ta dùng cái bát chánh đạo và cái yếu tố cần ở trong cái thiền tập của chúng ta là chánh niệm, để chúng ta diệt trừ cái nguyên nhân, nguồn gốc sự khổ
đó là cái sự tham ái của chúng ta, cái sự dính mắc của chúng ta, cái sự mong muốn của chúng ta. Cho nên là chúng ta đang thực hành cái con đường để loại trừ cái khổ. Chúng ta chỉ loại trừ được cái nguyên nhân nguồn gốc của sự khổ thôi, chứ chúng ta không đoạn trừ được cái khổ. Cho nên thiền sinh chúng ta lưu ý là khi chúng ta chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua, vì chúng ta chánh niệm trên cái sự mong muốn là cái tâm tham của chúng ta đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái tâm tham, mà cái tâm tham nó chính là nguồn gốc của cái sự khổ. Thì khi mà chúng ta chánh niệm được đó thì chúng ta sẽ không còn bị cái khổ nó quấy rầy chúng ta nữa. Và rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có được cái đạo đế, chúng ta sẽ chứng đắc được những cái tầng tuệ minh sát, và cuối cùng là chứng đắc những cái đạo quả. Cho nên là khi trong khóa thiền thì những cái gì khó khăn thì chúng ta dùng cái chánh niệm để chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả trong thiền tập của mình. Thì đó là cái sự vắn tắt nói về cái ý nghĩa của thiền quán là như thế nào, để cho thiền sinh chúng ta được hiểu cái ý nghĩa thiền quán, chứ không thì mọi người sẽ không hiểu. Và chúng ta đã đi rất là nhiều nơi, nhiều khóa thiền, và cứ nói là con đi hành thiền Vipassana, nhưng mà không ai hiểu thiền Vipassana là gì cả. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu được cái thiền Vipassana, cái ý nghĩa nó là như thế nào. Cho nên và bây giờ thì sẽ hướng dẫn thiền sinh chúng ta cái cách ngồi thiền và chánh niệm như thế nào trong lúc ngồi thiền và trong lúc đi kinh hành. Ở phía dưới chúng ta có nghe rõ không ạ? Các bạn thiền sinh phía dưới rõ hết phải không ạ? Tại vì nghe được thì mới thực hành được, mà nếu không nghe được thì như vậy chúng ta không thực hành được, thì những ngày đầu chúng ta sẽ đâm ra chán nản, rồi chúng ta sẽ muốn bỏ về, bỏ cuộc. Cho nên khi không rõ là chúng ta phải nói. Cái này rõ, cái này nó ngưng hơn à? Giỏi, giỏi. Nói xa em. Những bạn thiền sinh mới, chúng ta cần phải tập trung rất là nhiều để quan sát và làm theo y như cái sự hướng dẫn. Nếu mà chúng ta làm trật là chúng ta sẽ không có chánh niệm được. Cũng vậy, mình chỉnh ego, mình hạ bớt hết tất cả ego lên. Mấy bạn phục vụ nam,
Tại vì nghe Pháp rất là quan trọng, mà nhất là đối với thiền sinh mới nữa. Mà chúng ta không nghe được. Được, ok. Những bạn ngồi phía sau chúng ta nghe rõ chưa ạ? Rõ hết chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và trong lúc khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta phải nhìn thật cẩn thận, nhìn cẩn thận trong lúc ngồi thiền và cái cách khi chánh niệm, rồi khi đi kinh hành nữa, để chúng ta làm cho nó đúng. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể ngồi kiết già, bán già, hoặc là chân trong chân ngoài, tùy theo cái tư thế nó thích hợp cho chúng ta, để chúng ta có thể duy trì và ngồi được lâu. Và khi mà chúng ta ngồi thiền nên nhớ là thả lỏng hết toàn thân của mình ra và thư giãn tâm ra, và để hơi thở một cách tự nhiên, không có kiểm soát, không có kiểm soát hơi thở theo ý của mình. Những khóa trước thì khi mấy bạn mà không có nghe được rõ, rồi có những thiền sinh là đã kiểm soát hơi thở, mà khi kiểm soát hơi thở thì là thiền sinh bị mệt tim, tim đập mạnh vân vân, cho nên có vấn đề vì chúng ta kiểm soát nó. Ở đây chúng ta không kiểm soát hơi thở nó như thế nào, chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận nó như vậy thôi. Và đối với hành giả nào chúng ta quan sát được hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, thì chúng ta ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Còn đối với thiền sinh nào chúng ta chưa từng thực hành, thì bây giờ chúng ta có thể quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Khi mà hơi thở vô, bụng phồng lên, thì chúng ta ghi nhận phòng. Nghe được. Nghe rõ. Nghe rõ. Được rồi sư ạ. Rõ rồi sư ơi. Thôi, đừng chỉnh nữa sư ạ. Đã rõ rồi. Và khi mà chúng ta ngồi thiền thì tay trái để dưới và tay mặt để lên, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. Thì khi chúng ta ngồi ở tư thế này sẽ giúp cho các hành giả có sự tinh tấn hơn. Còn khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta để hai tay hai bên đó, thì như vậy cái sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ yếu đi. Cho nên là ngồi để tay trái phía dưới rồi tay mặt lên, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau, như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn hơn. Và nhớ là trong cái quá trình ngồi thiền là phải thẳng lưng và thẳng cổ, không có được ngồi cong lưng hay là ngã trước hay là quá ngã sau, phải thẳng lưng, thẳng lưng và thẳng cổ. Như vậy thì chúng ta sẽ không có bị hôn trầm, hoặc là bị những cái về vấn đề cột sống của chúng ta. Và mắt chúng ta nhắm lại, không nhắm quá, nhắm nghiền lại, mà chúng ta phải nhắm một cách nó thư giãn. Khi mà chúng ta mà nhắm nghiền quá thì như vậy nó sẽ tạo cái sự căng thẳng cho chúng ta. Và trong cái giờ thiền tọa thì chúng ta không
được mở mắt. Vì khi mà chúng ta mở mắt như vậy thì tâm của chúng ta sẽ dễ bị phóng tâm, sẽ suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Cho nên là trong lúc ngồi thiền thì mắt nhắm lại và để hơi thở một cách tự nhiên, không kiểm soát. Và đối với thiền sinh mà chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, thì khi mà gió nó xúc chạm vào đầu mũi thì chúng ta biết, và chúng ta theo dõi nó. Thì khi hơi thở vô chúng ta biết, rồi khi hơi thở ra chúng ta biết. Cái đó là giai đoạn đầu. Rồi bắt đầu giai đoạn 2 là chúng ta sẽ theo dõi từ hơi thở vô cho đến kết thúc của hơi thở vô, rồi từ khi hơi thở ra cho đến kết thúc của hơi thở ra. Và đối với thiền sinh nào chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng, thì khi mà hít vào bụng căng phồng lên thì chúng ta biết bụng căng phồng lên, nó đi đến đâu chúng ta biết đến đó. Và khi chúng ta thở ra bụng xẹp xuống thì chúng ta biết cái sự xẹp xuống hay sự co lại. Và đối với hành giả chúng ta quan sát hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, thì như vậy chúng ta chỉ để ý đến vùng mũi thôi, chứ chúng ta không có vừa theo dõi mũi rồi vừa theo dõi bụng, hai thứ như vậy nó sẽ làm tâm của chúng ta lẫn lộn và không có quan sát được kỹ càng. Cho nên nếu thiền sinh nào chúng ta quan sát được ở vùng mũi, hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, thì chúng ta chỉ quan sát ở mũi thôi. Còn nếu thiền sinh nào chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng rõ ràng hơn, thì chúng ta chỉ quan sát sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng mà thôi, chứ không có đi lên rồi lại đi xuống. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái vấn đề thứ nhất về cái sự theo dõi của cái hơi thở. Và trong lúc theo dõi hơi thở vô biết, rồi hơi thở ra biết, thì khi gió xúc chạm vào chúng ta biết được và không lẫn lộn. Cái bước đầu tiên chúng ta quan sát là không lẫn lộn với cái hơi thở vô và hơi thở ra, hay là không lẫn lộn giữa phồng và xẹp. Và trong lúc quan sát hơi thở như vậy, nếu như tâm có sự suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, hay là phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Và sau khi chúng ta ghi nhận rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và nếu như có một cái suy nghĩ khác nó lại sanh khởi tiếp tục, thì lúc này chúng ta cũng ghi nhận cái suy nghĩ đó. Và sau khi ghi nhận suy nghĩ rồi thì xem coi cái đối tượng gì nó nổi trội. Nếu như nó không có cái đối tượng nào nổi trội thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng. Còn nếu như chúng ta thấy có cái sự ngứa ngáy châm chích ở thân, thì lúc này tâm của chúng ta hướng đến cái chỗ đó, hướng đến chỗ châm chích và ngứa ngáy, hay là chỗ đau đó, rồi chúng ta nhìn, rồi quan sát và niệm nó. Thì khi mà ngứa thì chúng ta niệm ngứa, ngứa, rồi quan sát cái ngứa, rồi nhìn cái ngứa, hay là cái sự châm chích thì nhìn cái sự châm chích đó, rồi coi nó như thế nào. Nếu nó hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và trong lúc ngồi thiền,
Nếu như có những cái sự buồn ngủ sanh khởi thì chúng ta phải niệm. Niệm khi nó vừa sanh khởi phải niệm là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Và niệm liên tục cho đến khi nó tỉnh thức. Nếu như tỉnh thức rồi thì chúng ta xem tiếp coi cái đối tượng gì nó nổi trội. Nếu như không có đối tượng nào nổi trội, chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, thì có những cái âm thanh bên ngoài. Và nếu như cái âm thanh này nó ảnh hưởng đến cái sự chú tâm của chúng ta, nó làm cho tâm của chúng ta hướng đến, thì lúc này tâm của chúng ta phải ghi nhận đó là nghe, 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 nghe. Bây giờ chúng ta phải niệm tổng quát trước cái đã, ở giai đoạn đầu. Thì khi nghe, chúng ta niệm nghe, nghe, nghe. Và sau khi ghi nhận rồi, chánh niệm trên cái sự nghe đó rồi, và thấy rằng tâm chúng ta không có phản ứng ở trên cái sự nghe đó, thì chúng ta xem coi cái gì nó sanh khởi tiếp. Nếu như không có đối tượng gì nổi trội thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như cái cảm giác ngứa làm chúng ta muốn gãi, thì lúc này khi mà chúng ta chánh niệm không được ở trên cái cảm giác ngứa hoặc là trên cái cảm giác đau nhức, thì khi mà ngứa mình quan sát, lúc đầu thì chánh niệm của chúng ta còn yếu thì chúng ta không thể chánh niệm được trên cái ngứa. Thì khi mà cơn ngứa nó dữ dội, thì khi mà mình muốn gãi thì mình cũng phải niệm là muốn gãi, muốn gãi, rồi chúng ta mới gãi, gãi. Gãi cũng phải biết rằng chúng ta đang gãi, chứ không phải chúng ta làm một cách gọi là không ý thức. Vì ở đây chúng ta đến với khóa thiền này là chúng ta học chánh niệm, cho nên tất cả mọi cái hành động của chúng ta đều phải được ghi nhận hết, từ cái hành động nhỏ nhặt cho đến cái hành động lớn của chúng ta. Cho nên hệ bất cứ vấn đề gì xảy ra trên thân và tâm thì chúng ta đều phải ghi nhận. Rồi khi mà gãi xong, khi gãi chúng ta cũng biết chúng ta gãi. Rồi chúng ta thấy dễ chịu, chúng ta cũng ghi nhận dễ chịu. Rồi khi mà cái cơn ngứa nó làm cho chúng ta khó chịu, thì chúng ta cũng phải chánh niệm quan sát cái sự khó chịu khi mà cái cơn ngứa nó đến. Và khi mà chúng ta chánh niệm được ở trên cái cơn ngứa đó, chúng ta quan sát và ghi nhận được cơn ngứa đó, thì cái sự khó chịu nó sẽ không có sanh khởi. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu thì chúng ta vẫn chưa có cái sự ghi nhận một cách nhạy bén. Thì cho nên là có khi những cái cơn ngứa hoặc là những cái cơn đau thì chúng ta không ghi nhận được, thì tâm của chúng ta sẽ có những cái phản ứng. Thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm phản ứng của mình. Nếu như khó chịu, ghi nhận khó chịu, khó chịu, rồi nhìn cái tâm khó chịu đó, quan sát nó, coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Nó mất đi rồi, chúng ta xem coi cái gì nó sanh khởi tiếp. Nếu như không có đối tượng nào nổi trội, chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền thì cơn đau nó đến. Thì khi mà cơn đau nó đến, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, quan sát cái cơn đau, chúng ta niệm đau, đau, hướng tâm đến chỗ đó. Nó đau ở đâu, hướng đến chỗ đó, rồi nhìn cái cơn đau đó, quan sát nó, rồi quan sát xem nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Và sau đó chúng ta quay trở về
theo dõi cái sự chuyển động phồng lên và sụp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và nếu như cơn đau nó đau khốc liệt, cơn đau dữ dội làm tâm của chúng ta phản ứng, thì chúng ta phải ghi nhận cái tâm phản ứng của mình. Khi khó chịu, ghi nhận sự khó chịu, hoặc là khi phản ứng, ghi nhận cái sự phản ứng đó, rồi xem coi nó hết hay không. Nếu hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và nếu như cơn đau này nó đau mà chúng ta không thể chánh niệm được, chúng ta muốn đổi tư thế, muốn đổi oai nghi, thì chúng ta cũng phải niệm. Muốn đổi tư thế, muốn đổi tư thế, thì chúng ta nhìn trên phía trên và xem sư cô phía trên làm mẫu. Thì khi đổi chúng ta cũng phải niệm muốn đổi chân, muốn đổi chân, rồi chúng ta mới đổi, đổi chậm rãi, từ từ, chứ không phải đổi một cái gọi là chúng ta không hay biết. Đổi chậm làm trong cái sự tỉnh thức, và trong lúc đổi chân thì chúng ta cũng không có cần phải mở mắt. Và trước khi đổi chân đó là chúng ta phải ghi nhận cái tâm mong muốn đổi chân của mình, và quan sát xem sau khi chúng ta ghi nhận cái tâm mong muốn này rồi, xem coi nó còn muốn đổi chân hay không. Nếu mà ghi nhận rồi mà nó hết thì chúng ta tiếp tục ngồi quan sát cơn đau. Và nếu như cái tâm mong muốn này nó vẫn còn muốn thì chúng ta đổi nó, và chúng ta đổi ở trong cái chánh niệm. Đổi chân bên phía nào biết rõ và đổi chậm rãi. Và sau khi đổi rồi thì chúng ta lại tiếp tục chánh niệm. Và nếu như chúng ta cố gắng để chúng ta quan sát suốt một tiếng không thay đổi tư thế, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được định tâm hơn. Nếu như mà chúng ta đổi cái tư thế liên tục ở trong một tiếng mà chúng ta đổi rất là nhiều lần, thì như vậy định tâm của chúng ta nó sẽ không có. Cho nên cố gắng là không đổi cái tư thế của mình, để giúp cho chúng ta có được cái chánh niệm được liên tục và sẽ có được cái định tâm. Và nếu mà chúng ta cứ đổi liên tục, nó đau một chút thì chúng ta đổi, chúng ta không có cái sự nhẫn nại quan sát, thì như vậy cái trí tuệ nó sẽ không có sinh khởi. Cho nên nhẫn nại, cố gắng nhẫn nại. Chừng khi nào mà chúng ta không còn chịu đựng nổi nữa thì chúng ta mới đổi chân. Và khi mà đổi thì chúng ta cũng hạn chế đổi thôi, đừng đổi quá thường xuyên, sẽ làm cái định tâm của chúng ta nó sẽ giảm đi. Và sau khi mà chúng ta đổi chân rồi, chúng ta lại tiếp tục chánh niệm. Rồi một tí lại có cái cơn buồn ngủ khác lại đến, thì lúc này chúng ta phải chánh niệm ở trên cái cơn buồn ngủ. Và đa phần thì thiền sinh mới chúng ta thường không có chánh niệm được trên cái sự buồn ngủ. Thì nếu như mà chúng ta quá buồn ngủ thì chúng ta có thể mở mắt ra. Đó là những cái phương pháp để giúp chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ. Thì thiền sinh chúng ta có thể là nhớ được một cái câu kinh nào đó, rồi chúng ta nhẩm đọc thuộc lòng, thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tỉnh thức. Hoặc là chúng ta mở mắt ra để giúp chúng ta tỉnh thức. Và nếu như mà chúng ta nhắm mắt mà nó vẫn tiếp tục buồn ngủ thì chúng ta đứng lên, đứng lên để cho nó tỉnh thức. Và nếu như mà đứng lên rồi mà nó vẫn tiếp tục buồn ngủ thì chúng ta nên đi kinh hành để giúp chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ. Và ngay cả đi kinh hành nữa mà chúng ta vẫn còn tiếp tục buồn ngủ nữa thì chúng ta nên ra ngoài, phía ngoài, để có được cái ánh sáng không khí ở bên ngoài sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo.
Hoặc là chúng ta có thể rửa tay, rửa mặt, rửa chân. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo. Và những cái ngày đầu tiên sẽ là những cái ngày mà chúng ta phải đối mặt với những cái này. Buồn ngủ, phóng tâm và đau nhức, nó sẽ tấn công thiền sinh chúng ta vào những cái ngày đầu. Tuy nhiên, với cái sự tinh tấn, nỗ lực và không sợ hãi thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả sau những cái ngày đầu. Cho nên tất cả ai cũng phải gặp phải hết. Và nếu chúng ta có được cái quyết tâm dũng mãnh, chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua. Và những khóa thiền trước thì đã có những cái bạn hành thiền rất là tốt, mặc dù những cái ngày đầu có nhiều cái khó khăn, nhưng với cái sự chánh niệm và tinh tấn thì các bạn đã vượt qua được. Cho nên đó là cái phương pháp để giúp chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ. Còn nếu như thiền sinh nào mà chúng ta niệm được cái cơn buồn ngủ thì chúng ta niệm nó. Trước khi chúng ta dùng những cái phương pháp khác thì chúng ta phải chánh niệm ở trên cái cơn buồn ngủ. Khi nó vừa đến thì chúng ta niệm liền ngay tức thời. Thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Rồi trong lúc chúng ta ngồi thiền thì sẽ có những cái hối hận ở trong quá khứ vì chúng ta đã làm những cái việc này, việc kia sai trái vân vân, hoặc là những cái việc mà chúng ta dự định làm mà chúng ta chưa được làm vân vân, chúng ta hối hận. Thì khi có cái tâm hối hận nó sanh khởi thì chúng ta cũng chánh niệm ghi nhận nó, hối hận. Và khi niệm rồi thì chúng ta xem coi đối tượng gì tiếp nó sanh khởi. Nếu như không có đối tượng gì nổi trội, chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Rồi trong lúc ngồi thiền thì đa phần ở đây là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái đạo giáo khác, hoặc là những bạn đã từng đi thực hành những nơi hướng dẫn những cái phương pháp khác, thì như vậy cái hoài nghi nó sẽ sanh khởi ở trong lúc chúng ta thực hành ở đây. Thì như vậy trong lúc mà nó khởi lên cái sự hoài nghi về cái phương pháp thực hành thì chúng ta cũng phải ghi nhận nó là hoài nghi, chánh niệm trên nó. Và sau khi ghi nhận rồi, xem coi cái gì nó sanh khởi tiếp. Nếu như không có đối tượng nào nổi trội, chúng ta lại tiếp tục quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, có khi chúng ta sẽ tưởng nhớ đến cái món ăn này, món ăn kia, thì ghi nhận cái tâm tham của mình, cái sự thèm của mình, ghi nhận nó. Thèm hay là tham. Và sau khi ghi nhận rồi thì chúng ta cũng xem coi đối tượng gì nó sanh khởi tiếp. Nếu như không có đối tượng gì thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và trong lúc ngồi thiền, nếu như có những cái mùi nó đến, chúng ta cảm nhận cái mùi thì chúng ta cũng phải ghi nhận là mùi. Chúng ta phải ghi nhận đó. Và sau khi ghi nhận rồi, cái tâm của chúng ta nó quân bình rồi, nó không có phản ứng hoặc là nó thích ở trong đó, thì lúc này chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Thì đó là trong cái quá trình mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cần phải chánh niệm ở trong lúc ngồi thiền. Và chúng ta phải niệm hết tất cả thân, thọ, tâm và pháp, chứ không phải chỉ chánh niệm ở trên một cái thôi.
Và trong lúc người thiền, nếu như chúng ta có cảm giác nóng, cứng toàn thân, thì chúng ta ghi nhận cái cứng đó, ghi nhận cứng, cứng và nhìn cái cứng đó, quan sát cái cứng đó, xem coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Và nếu như có cái sự sợ hãi, thì ghi nhận sự sợ hãi, sợ hãi. Nếu như chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy mất hơi thở, hoặc là mất cái chân, mất cái đầu, chúng ta có sự sợ hãi, ghi nhận sự sợ hãi đó. Và sau khi ghi nhận rồi, nếu tâm quân bình rồi, thì chúng ta có thể quay trở về, theo dõi sự chuyển động phồng lên, xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và nếu như có sự lo lắng, thì chúng ta ghi nhận sự lo lắng, lo lắng. Khi có sự bất an, ghi nhận sự bất an, bất an, bất an. Và khi có cái sự tính toán hay là lập kế hoạch, chúng ta cũng ghi nhận nó luôn. Khi tính toán, ghi nhận tính toán, tính toán. Khi lập kế hoạch thì ghi nhận lập kế hoạch, lập kế hoạch. Hết rồi, nó không còn gì nữa, thì chúng ta có thể quay trở về, theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Vì như vậy chúng ta sẽ chánh niệm được hết trên tất cả các đối tượng, không có bỏ bất cứ cái đối tượng nào hết. Đó là về cái phần ngồi thiền. Và sau khi thiền tọa xong thì hành giả chúng ta phải cố gắng nghe, hiểu và thực hành. Và 2 ngày sau thì chúng ta sẽ trình pháp, là chúng ta sẽ trình lại những gì chúng ta thực hành như hồi nãy giờ hướng dẫn cho thiền sinh. Là khi ngồi thiền chúng ta có chánh niệm hay không, và chúng ta chánh niệm trên cái gì, chánh niệm nó như thế nào, và những đối tượng khác sanh khởi chúng ta có chánh niệm nó hay không. Thì khi mà trình pháp là thiền sinh sẽ nói lại cái kinh nghiệm mà trong lúc ngồi thiền mình chánh niệm quan sát như thế nào, để xem coi cái sự hiểu, sự thực hành của quý vị có đúng hay không. Đó là về cái phần ngồi thiền. Và sau khi mà chúng ta ngồi hết 1 tiếng thì chúng ta sẽ thay đổi oai nghi, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái kinh hành. Thì khi mà chúng ta xả thiền thì chúng ta cũng phải niệm muốn xả thiền, muốn xả thiền. Rồi chúng ta niệm xả thiền, xả thiền. Rồi chúng ta niệm muốn mở mắt, muốn mở mắt. Rồi chúng ta mới mở mắt, mở mắt. Chúng ta làm chậm rãi mở mắt ra. Rồi khi mở mắt ra chúng ta thấy, chúng ta niệm thấy, thấy, thấy. Rồi khi mà chúng ta đưa tay, giở tay ra, chúng ta cũng biết chúng ta giở tay. Đưa tay bên đây biết, đưa tay bên đây. Đưa tay bên kia biết, đưa tay bên kia. Và sau khi chúng ta duỗi tay ra rồi thì chúng ta quỳ lên để mà chúng ta lễ Phật ba lạy trước khi mà chúng ta đi kinh hành. Thì như vậy chúng ta sẽ quan sát cái chánh niệm trong lúc mà chúng ta lại. Tại vì nào giờ chúng ta chắc cũng chưa, nếu mà không có học thì cũng không biết lại. Thì chúng ta quan sát ở phía trên. Khi mà chúng ta lại, chúng ta cũng làm chậm rãi. Khi mà chúng ta chỉnh sửa y phục của mình thì chúng ta cũng biết là chúng ta chỉnh sửa y phục, kéo quần, kéo áo thì chúng ta cũng phải biết. Hễ thân ở đâu là tâm chúng ta phải ở đó, thì như vậy mới gọi là chánh niệm. Rồi khi mà chúng ta chắp tay lên, chúng ta biết chúng ta chắp tay lên. Rồi bắt đầu là chúng ta niệm, chúng ta lại, chúng ta niệm lại, rồi chúng ta làm từ từ. Và tất cả hoạt động của chúng ta ở đây, chúng ta phải làm một cách chậm rãi. Rồi chúng ta lại xuống, và khi lại, chúng ta hướng tâm
đến chú ý đến cái việc mình lại. Thì khi mà chúng ta lại như vậy, mà chúng ta có cái sự hướng tâm đến, chú tâm đến, thì chúng ta sẽ phát hiện được ra trong lúc mình lại nó sanh khởi được cái gì. Và tiếp tục khi chúng ta ngẩng lên, rồi chúng ta lại lại xuống tiếp, chúng ta cũng chánh niệm tiếp, hướng tâm đến cái việc lại của mình. Và khi chúng ta ngẩng người lên, chúng ta cũng ghi nhận, biết ngẩng người lên, rồi chúng ta lại hạ xuống. Tất cả hoạt động của chúng ta ở đây nhớ phải làm một cách chậm rãi. Khi mà chúng ta làm chậm thì chúng ta mới có thể chánh niệm, kịp chánh niệm được. Nếu mà chúng ta làm nhanh thì chúng ta sẽ không chánh niệm được. Cho nên ở đây là chúng ta học chánh niệm, cho nên tất cả hoạt động của chúng ta làm chậm chừng nào sẽ tốt chừng đó. Và sau khi chúng ta lạy xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái hành động đứng. Thì khi đứng thì chúng ta cũng làm chậm rãi, quan sát cái chuyển động của mình từ ngồi chuyển sang đứng, đứng chậm rãi. Rồi khi đứng lên cũng biết đang đứng, rồi chúng ta chỉnh sửa y phục, chúng ta cũng biết chúng ta chỉnh sửa y phục. Và khi đứng thì chúng ta niệm đứng, 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 biết mình đang đứng, quan sát cái sự đứng đó, quan sát, theo dõi cái sự đứng của mình. Thì chúng ta sẽ đứng ít nhất là 5 đến 10 giây và chúng ta niệm đứng, 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 quan sát nó. Thì khi mà chúng ta đứng thì chúng ta sẽ quan sát được cái sự nặng, cứng, mềm ở thân của chúng ta, hoặc là có cái sự rung chuyển nhẹ ở trong cái thân của mình. Khi chúng ta đứng hơi lâu một chút thì chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố gió nó hoạt động. Thì khi nó như thế nào chúng ta ghi nhận nó như vậy. Và sau khi niệm đứng rồi thì như vậy chúng ta sẽ đi kinh hành. Và khi đi thiền hành chúng ta sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Và thiền sinh mới chúng ta cần phải áp dụng 3 giai đoạn. Vì chúng ta chưa từng đi ở kinh hành bao giờ hết. Và khi mà đi kinh hành nhớ là giữ lưng và cổ thẳng. Lúc nào thiền sinh của chúng ta cũng phải ở tư thế thẳng lưng và thẳng cổ. Và khi thiền sinh chúng ta mới thì chúng ta nên mở mắt ra để quan sát ở phía trên, để chúng ta làm cho đúng. Mà trong lúc chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta ngồi thiền thì mai mốt đi là không biết đi như thế nào. Cho nên trong lúc hướng dẫn đi kinh hành thì tất cả chúng ta mở mắt ra để chúng ta theo dõi phía trên hướng dẫn chúng ta đi kinh hành. Và khi đi kinh hành nhớ là mắt của chúng ta phải nhìn xuống trong tầm 2 hắc tay đổ lại, có nghĩa là khoảng trong tầm 1 mét, không được nhìn quá xa và cũng không được nhìn quá gần. Nếu nhìn quá xa thì tâm chúng ta sẽ dễ phóng đi, và nhìn quá gần sẽ làm cho chúng ta dễ nhức đầu chóng mặt. Cho nên nhìn trong tầm khoảng 2 hắc tay đổ lại. Và chúng ta chọn cái con đường đi kinh hành của mình trong tầm khoảng 8 đến 10 mét đổ lại. 10 mét là tốt nhất. Và chọn cái con đường kinh hành của mình thoáng, không có đụng với những thiền sinh khác. Thì như vậy chúng ta sẽ chánh niệm được dễ dàng và ghi nhận được dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta
tụm vào đi như vậy thì như vậy chúng ta sẽ không có chánh niệm được tốt. Cho nên là chúng ta tìm cái chỗ mà thoáng cho mình để chúng ta đi trong tầm khoảng 10 mét. Và nhớ là trong lúc đi kinh hành là không được nhắm mắt. Hành giả nhớ, không được nhắm mắt trong lúc đi kinh hành mà phải mở mắt. Tuy nhiên là không được nhìn quá xa, mắt phải nhìn xuống. Nhớ là mắt phải nhìn xuống. Không được ngước lên. Và trong khóa thiền này chúng ta chỉ là mắt nhìn xuống thôi trong suốt 10 ngày. Cho dù bất cứ hành động nào chúng ta ở đây, từ đứng đi xếp hàng ăn, cho tới bất kỳ chúng ta đi ra nhà vệ sinh, chúng ta làm bất cứ cái gì thì mắt chúng ta đều phải thu thúc lục căn nhìn xuống hết. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta thu thúc được. Vì nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta ngước lên chúng ta nhìn mà chúng ta không chánh niệm, thì chúng ta, tâm chúng ta sẽ khởi lên những cái tâm phân tích và đánh giá, tâm sân khó chịu hoặc là tâm tham sẽ sanh khởi. Cho nên là chúng ta phải thu thúc bằng cái sự nhìn xuống của mình để cho chúng ta không có bị phân tích và đánh giá. Và bước chân của chúng ta không được quá dài và không được quá ngắn. Quá dài sẽ làm cho bước chân chào đảo, không vững vàng, mà quá ngắn thì chúng ta khó chánh niệm kỹ càng được. Cho nên chúng ta bước đi vừa tầm của mình. Và ở đây tất cả thiền sinh chúng ta là đều phải đi kinh hành hết. Ở đây không cho phép quý vị ngồi thiền suốt. Chúng ta phải đi kinh hành và ngồi thiền một tiếng thôi, và không cho phép thiền sinh nào ngồi thiền hơn nữa. Và tất cả những ai đã thực hành những phương pháp nào trước đây rồi thì tạm thời trong 10 ngày này hãy gác nó qua một bên. Và những gì hướng dẫn quý vị là chúng ta chỉ thực hành phương pháp theo sự hướng dẫn thôi, không thực hành theo ý của mình. Quý vị nên nhớ, những cái gì chúng ta đã từng biết, từng nghe trước đây tạm thời gác nó qua. Và những gì chúng ta nghe được ở đây chúng ta áp dụng, thì như vậy cái sự thực hành mình nó mới có được cái tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta chấp dính vào cái phương pháp và chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp của mình là hơn, là tốt nhất, thì như vậy chúng ta sẽ không có phát triển được trong cái sự thực hành của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Và giai đoạn thứ nhất là 20 phút đầu chúng ta sẽ niệm là mặt bước, trái bước. Và ở giai đoạn này chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát, khi mặt bước thì chúng ta ghi nhận mặt bước, và khi trái bước thì chúng ta ghi nhận trái bước. Mặt bước, và lưu ý là khi mà đi kinh hành là tay của chúng ta không được buông thõng hai bên. Chúng ta phải để phía trước như cô Tịnh Hạnh đang đi. Tay chúng ta phải, một là để phía trước, hai là chúng ta để ở phía sau, hoặc là chúng ta để ở phía trước ngực của mình. Có nghĩa là cái tư thế không được buông thõng hai tay trong lúc đi kinh hành. Cô làm lại trong lúc mà cái tay mình để, một là chúng ta để phía trước, rồi hai là chúng ta để phía sau, và ba là chúng ta có thể phía trước ngực của mình. Đó là ba cái tư thế mà chúng ta có thể áp dụng trong lúc đi kinh hành. Chứ chúng ta không buông thõng hai tay, vừa đi rồi buông thõng hai tay. Thì như vậy, khi mà chúng ta buông thõng hai tay đó, thì tâm của chúng ta nó dễ bị phân tán, và chúng ta không có tập trung ở trên cái bước đi của mình. Cho nên cái tư thế nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái định tâm để mà chúng ta có thể chánh niệm được tốt. Cho nên thiền sinh lưu ý là không được buông thõng hai tay.
Rồi, và trong lúc mày đi kinh hành như vậy, nếu như có phóng tâm suy nghĩ trong lúc đi thì chúng ta đứng lại. Nếu mà đang bước chân phải mà phóng tâm thì cũng đứng lại luôn. Và đứng lại thì chúng ta niệm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, hay là phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Và quan sát xem suy nghĩ nó hết rồi thì chúng ta quay trở về tiếp tục chánh niệm ở trên bước chân của mình. Mặt bước, trái bước. Và nhớ là trong lúc suy nghĩ đó thì chúng ta không có vừa đi mà vừa niệm suy nghĩ. Khi mà có suy nghĩ phải đứng lại, vì trong lúc này cái tâm nó nổi trội hơn cái thân, cho nên phải đứng lại niệm cái sự suy nghĩ đó. Và sau khi suy nghĩ hết rồi mới tiếp tục quan sát cái sự chuyển động trên bước chân của mình. Và trong lúc đi kinh hành, tuyệt đối thiền sinh không theo dõi hơi thở. Tại vì trong lúc này là chúng ta đang ở trạng thái động, chúng ta phải theo dõi cái chuyển động, cái bước đi của chúng ta, chứ chúng ta không theo dõi hơi thở. Nếu mà chúng ta theo dõi hơi thở trong lúc đi là chúng ta sai. Cho nên lưu ý, trong lúc đi chỉ theo dõi cái bước đi của mình mà thôi. Và khi đến cuối đoạn đường thì chúng ta niệm là muốn đứng, muốn đứng. Cô đi thêm vài bước nữa rồi. Mặt bước, rồi trái bước. Mặt bước, trái bước. Rồi khi đến cuối đoạn đường kinh hành thì chúng ta bắt đầu niệm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi chúng ta đứng lại. Chúng ta niệm đứng, đứng. Như vậy chúng ta phải đứng lại 5 đến 10 giây, chứ không phải chúng ta vừa đến cuối đoạn đường là chúng ta quay lại rồi chúng ta bước đi liền. Và qua những cái khóa thiền thì thấy một vài thiền sinh là chúng ta đi kinh hành sai. Khi chưa đến hết đoạn đường thì chúng ta đã quay về rồi. Chúng ta không có niệm đứng, chúng ta không có đứng lại, chúng ta không quan sát sự đứng. Phải đứng, rồi chúng ta niệm đứng, đứng ở trong vòng 5 đến 10 giây. Tại vì ở đây là quán thân, là chúng ta phải chánh niệm trên cái đi, đứng, nằm và ngồi luôn. Cho nên là khi đứng chúng ta cũng phải niệm đó. Và sau khi đứng rồi thì chúng ta bắt đầu là niệm xoay. Và chúng ta xoay về phía bên phải. Và chúng ta niệm muốn xoay, muốn xoay. Rồi chúng ta xoay, 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 làm chậm. Và sau khi xoay rồi chúng ta cũng dừng lại một vài giây, đứng lại, rồi bắt đầu chúng ta mới tiếp tục bước đi. Rồi chúng ta cũng niệm là mặt bước, trái bước. Mặt bước, trái bước. Mặt bước, trái bước. Và nên nhớ là trong lúc chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta ghi nhận như vậy đó, không phải chúng ta niệm bằng miệng của mình hay bằng đầu của mình, mà chúng ta phải hay biết bằng cái tâm của mình. Tâm của chúng ta phải đặt trên cái bước đi của mình thì chúng ta mới không bị lẫn lộn. Còn nếu mà chúng ta niệm bằng miệng thì như vậy trong lúc mà chúng ta cứ niệm mặt bước, trái bước, nhưng mà tâm chúng ta không ở trên bước chân thì như vậy chúng ta sẽ niệm sai. Có khi trái bước thì lại niệm mặt bước, rồi mặt bước thì lại niệm trái bước. Cho nên thân ở đâu thì tâm cũng phải ở đó. Cái chân mặt bước là tâm cũng phải ở trên cái mặt bước thì chúng ta mới biết rõ ràng. Cho nên nhớ là hay biết bằng cái tâm của mình chứ không phải niệm bằng miệng hay bằng đầu của mình. Rồi sau khi đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi chúng ta lại niệm đứng, đứng.
Rồi bắt đầu chúng ta niệm là muốn xoay, muốn xoay, muốn xoay. Rồi chúng ta xoay, xoay, xoay. Xoay. Thì như vậy 20 phút đầu tiên, sau khi chúng ta ngồi thiền rồi, chúng ta đi 20 phút đầu tiên là đi nhanh hơn một chút, chúng ta đi thiền hành nhanh hơn một chút. Thì chúng ta niệm mặt bước, trái bước. Và 20 phút giữa thì chúng ta sẽ niệm dở đạp, dở đạp. Thì giai đoạn 2 chúng ta sẽ đi chậm hơn giai đoạn 1 một chút. Thì như vậy cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ được thiết lập từ từ. Dở đạp, dở đạp. Khi cái chân mình dở lên thì mình mới ghi nhận dở, và khi nó đạp xuống chúng ta mới ghi nhận đạp. Chứ mà nếu tâm của chúng ta nó không ở trên đó thì như vậy khi dở lại niệm đạp, rồi khi đạp lại niệm dở. Cho nên phải hướng tâm đến cái sự chuyển động ở bước chân của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự chán nản trong cái lúc đi. Còn nếu không có sự chú tâm thì chúng ta sẽ bị chán nản. Dở đạp, dở đạp, dở đạp. Và đến cuối đoạn đường thì chúng ta niệm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi chúng ta niệm đứng, đứng, đứng. Và sau đó thì chúng ta cũng niệm là muốn xoay, muốn xoay. Rồi chúng ta xoay, xoay, xoay. Không bỏ sót, không bỏ sót chánh niệm trong bất cứ một cái hành động nhỏ nhặt nào. Tất cả hành động của chúng ta thân ở đâu là tâm cũng phải chánh niệm ở trên đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thiết lập được cái chánh niệm của mình một cách liên tục. Còn nếu mà chúng ta cứ niệm cái này rồi không niệm cái kia thì như vậy chánh niệm của chúng ta sẽ không có được thiết lập. Mà khi niệm không được thiết lập thì định tâm sẽ không có, định không có thì tuệ sẽ không có. Cho nên là cố gắng phải ghi nhận một cách liên tục. Rồi chúng ta lại tiếp tục. Dở đạp, dở đạp, dở đạp, dở đạp, dở đạp, dở đạp, dở đạp. Và trong lúc đi kinh hành, nếu như mà có cái sự mỏi hay là cái sự nhức, đau nhức, hoặc là khi chúng ta lười biếng đó, chúng ta muốn ngồi nghỉ đó, thì chúng ta phải đứng lại quan sát cái tâm lười biếng của mình, ghi nhận lười biếng, lười biếng. Hay là nếu như có sự mỏi, đứng lại quan sát cái sự mỏi đó. Và nếu như nó hết rồi, chúng ta lại tiếp tục bước đi, và chúng ta lại chánh niệm tiếp. Dở đạp. Rồi đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm đứng, đứng, đứng. Thì như vậy chúng ta cũng phải đứng trong tầm 5 đến 10 giây. Rồi khi mà chúng ta chuyển cái tư thế của cái tay của mình thì chúng ta cũng phải biết chúng ta đang chuyển cái tư thế. Rồi bắt đầu là bây giờ chúng ta sẽ đi ở cái giai đoạn 3 là 3 bước. Chúng ta niệm muốn xoay, muốn xoay. Rồi chúng ta xoay, xoay, xoay. Và bây giờ ở giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ đi càng chậm, đi thật chậm. Thì khi mà mình đi thiệt chậm thì cái chánh niệm của chúng ta, sự ghi nhận của chúng ta sẽ được thiết lập một cách liên tục. Và chúng ta sẽ thấy rõ được, nếu mà chúng ta đi chậm thì chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính, những cái đặc tính của những cái yếu tố. Cho nên là đi càng chậm chừng nào sẽ giúp cho chánh niệm của chúng ta được tốt chừng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ niệm 3 bước thì chúng ta sẽ đi chậm. Dở bước đạp, dở bước đạp,
dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Và trong lúc mà khi chúng ta dở thì tâm cũng phải trên đó, và khi bước tới thì mới ghi nhận là bước, và khi đạp xuống thì chúng ta mới ghi nhận là đạp. Và khi đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm muốn đứng, muốn đứng, rồi chúng ta niệm đứng, 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 quan sát sự đứng.